Trong khi đó thì các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An bây giờ sẽ chú trọng nhiều hơn vào khâu phòng ngự và thực hiện những tình huống phản công nhanh nhờ sự can lướt của bộ đôi Olaha và Oseni trên hàng công. Bên cạnh đó phần nào là khả năng bùng nổ của Phan Văn Đức. Vẫn là bóng trong chân của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Sai lầm của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui là đến với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh và thủ môn Thanh Thắng. Thêm một lần nữa phải thất vọng. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến rõ ràng là không hài lòng với cách phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này. Cầu thủ mang áo tình huống rất hơi của hàng thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0 cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và người dứt điểm cuối cùng là Sĩ Hoàng. Sĩ Hoàng đang chơi rất hay trong trận đấu này. Khi đấu ở vai trò cầu thủ chạy cánh trái, Sĩ Hoàng thường xuyên có những đường đặt bóng rất khó chịu về phía khung thành của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì anh đã có bàn thắng cho riêng mình. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.